Những loài thai sinh thì khi mà mình chấm dứt mạng sống, đây một cái là mình sẽ hóa sinh, tức là mình sẽ đi đầu thai vào bụng của một cái người khác hoặc là vào bụng của một cái con vật nào đấy. Thì khi mà đi thai sinh ấy, thì cái tâm nó sẽ chìm vào dòng hữu phần, nó giống như một giấc ngủ rất là dài. Trong suốt cái quá trình nằm ở trong bào thai đấy là mình trở nên vô ý thức, tức là lúc ấy nó cũng còn một cái tâm hộ kiếp, nó tâm hữu phần nó vẫn tồn tại, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái là mê man và mình không biết gì. Thì khi mà sinh ra ngoài rồi, sau một cái thời gian ở trong bụng mẹ sinh ra, lúc đấy mình mới biết và mình quên mất đời quá khứ. Cá biệt vẫn có một số người nhé, ở trên đời này không phải tất cả mọi người không nhớ được kiếp quá khứ. Có một số người, người ta có những cái phước hay người ta có những cái công đức nào đấy, hay người ta có cái phát nguyện nào đấy, cho nên người ta vẫn nhớ được cái kiếp sống quá khứ.